Này Xá Lợi Tử, không có chút pháp nào có hiền bày, có thể nắm giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, không phải Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể hiền bày, có thể nắm giữ các quần xứ giới duyên khởi, minh thoát. Này Xá Lợi Tử, các diệu tuệ thông đạt vượt ngoài thế gian cũng không thể hiền bày nắm giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, nếu như pháp không thể hiền bày nắm giữ các pháp thì làm sao trình bày Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này Xá Lợi Tử, nếu có thể biết rõ nghĩa lý chân thật các pháp thì có thể biết rõ rằng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không phải do nêu rõ pháp sở hữu mà hiện tiền. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không do trình bày uẩn xứ giới mà hiện tiền, không do trình bày danh và sắc mà hiện tiền, không do trình bày các pháp nhiễm tịnh mà hiện tiền, không do trình bày các duyên khởi mà hiện tiền, không do trình bày các điên đảo mà hiện tiền, không do trình bày ngã hữu tình vân vân mà hiện tiền, không do trình bày địa thủy hỏa phong không thức giới mà hiện tiền, không do trình bày dục sắc vô sắc giới mà hiện tiền, không do trình bày bố thí tham lam giữ giới phạm giới nhẫn nhục giận dữ tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn bát nhã ác tuệ mà hiện tiền, không do trình bày niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí vô lượng thần thông mà hiện tiền, không do trình bày các đạo đế đạo quả mà hiện tiền, không do trình bày pháp thanh văn độc giác bồ tát phật địa mà hiện tiền, không do trình bày sở hữu pháp trí và phi trí mà hiện tiền, không do trình bày pháp niết bàn mà hiện tiền. Này Xá Lợi Tử, như không có pháp do trình bày pháp mà hiện tiền, tôi làm sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này? Này Xá Lợi Tử, nếu ai có thể rõ biết Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói như vậy, không do trình bày pháp sở hữu mà hiện tiền, thì có thể biết rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng có thể rằng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không vì các pháp có hợp có tan mà hiện tiền. Vì sao Xá Lợi Tử, Bát Nhã Ba La Mật Đa không vì các uẩn các xứ các giới có hợp có tan, không vì các hành có hợp có tan, không vì duyên khởi có hợp có tan, không vì điên đảo có hợp có tan, không vì dục sắc vô sắc giới có hợp có tan, không vì địa thủy hỏa phong không thức giới có hợp có tan, không vì ngã hữu tình vân vân có hợp có tan, không vì pháp giới có hợp có tan, không vì bố thí tham lam giữ giới phạm giới nhẫn nhục giận dữ tinh tấn giải đãi tịnh lự tán loạn bát nhã ác tuệ có hợp có tan, không vì niệm trụ chánh đoạn thần túc căn lực giác chi đạo chi tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng trí vô lượng thần thông có hợp có tan, không vì các đạo đế và đạo quả có hợp có tan, không vì thanh văn độc giác bồ tát phật địa và pháp có hợp có tan, không vì ba đời quá khứ vị lai hiện tại bình đẳng có hợp có tan, không vì niết bàn có hợp có tan mà hiện tiền. Này Xá Lợi Tử, như không có pháp nào vì pháp có hợp có tan mà hiện tiền, thì tôi làm sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Này Xá Lợi Tử, do tôi quán nghĩa này mà nói như vậy. Thật ra, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể giảng nói. Này Xá Lợi Tử, tôi hoàn toàn không thấy có pháp như thế. Để gọi là người nói, pháp được nói và có thể gọi là do đây, vì đây, nhân đây, thuộc vào đây, nương theo đây mà có sự nói. Cho nên làm sao khiến tôi vì các Bồ Tát mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa? Khi ấy, Phật bảo Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh, thiện nam tử, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp đều không chỗ hành. Vì sao? Thiện Dũng Mãnh, vì tất cả pháp đều do điên đảo mà cùng khởi, nó không thật, không có, là tà ngụy hư dối. Này Thiện Dũng Mãnh, ví như người đối với pháp có sự hành, thì hành điên đảo đều hành không thật. Như vậy, nếu Bồ Tát có sự hành là hành điên đảo, hành không thật, chẳng phải các điều Bồ Tát hành điên đảo và hành không thật hiểu rõ được. Cũng không phải Bồ Tát hành điên đảo hành không thật, có thể hành Bát Nhã Ba La
mật đa. Này thiện dũng mãnh, điên đảo không thật, tức không phải sự hành, nên Bồ Tát không ở trong đó mà hành. Này thiện dũng mãnh, nói điên đảo tức là hư dối, là sự chấp trước của phàm phu ngu si. Các pháp như vậy, không có như vậy, chấp trước như vậy, không như tướng của nó, nên nói là điên đảo không thật. Các Bồ Tát không hành điên đảo, không hành không thật. Do đây Bồ Tát gọi là thật ngữ, cũng gọi là người thực hành không điên đảo. Nếu thật không điên đảo, tức là không có sự thực hành, nên nói Bồ Tát thực hành không có chỗ hành. Đoạn tất cả hành gọi là Bồ Tát hành. Hạnh Bồ Tát không thể trình bày là đây, do đây, tại đây, từ đây, không thể hiển bày rõ ràng hạnh Bồ Tát. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì các Bồ Tát dứt tất cả hành và hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là dứt phàm phu, thanh văn, độc giác, có chấp trước hành, hành hạnh Bồ Tát. Này thiện dũng mãnh, như vậy Bồ Tát đối với các pháp Phật cũng không hành, cũng không chấp trước, đây là pháp Phật. Pháp Phật do đây, pháp Phật ở đây, pháp Phật thuộc đây. Như vậy Bồ Tát không hành tất cả phân biệt khác, phân biệt hành, nghĩa là các Bồ Tát không phân biệt hành và phân biệt khác. Đoạn tất cả phân biệt khác gọi là Bồ Tát hạnh. Này thiện dũng mãnh, phân biệt nghĩa là phân biệt tự tánh các pháp, phân biệt khác nghĩa là phân biệt sai khác các pháp. Không phải tất cả pháp có thể phân biệt và phân biệt khác, vì tất cả pháp không thể phân biệt và phân biệt khác. Nếu phân biệt pháp thì đối với các pháp làm phân biệt khác, nhưng tất cả các pháp xa lìa phân biệt và phân biệt khác. Này thiện dũng mãnh, nói phân biệt nghĩa là một bên, nói phân biệt khác là hai bên. Chẳng phải các Bồ Tát hành có bên không bên. Nếu các Bồ Tát đối với bên không bên đều không sự hành, thì các Bồ Tát cũng không thấy giữa. Nếu người thấy giữa, tức hành ở giữa. Nếu người hành giữa, tức hành ở bên. Chẳng có giữa, có hành, có hiện, có bày, xa lìa hành tướng vậy. Này thiện dũng mãnh, đã nói ở giữa, phải biết tức là tám chi thánh đạo. Như vậy thánh đạo đối với tất cả pháp hoàn toàn không đắc mà hiện tiền. Như vậy thánh đạo đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy mà hiện tiền. Này thiện dũng mãnh, nếu đối với pháp không tu tập, không trừ bỏ, bấy giờ gọi là đạo bị ngừng dứt. Đạo ngừng dứt này đối với tất cả pháp không tu tập, không từ bỏ, vượt qua sự tu tập từ bỏ, chứng tất cả pháp bình đẳng thật tánh. Do chứng các pháp bình đẳng thật tánh nên tướng đạo còn không có, huống gì thấy có đạo. Này thiện dũng mãnh, đạo ngừng dứt ấy nghĩa là A-la-hán Bi Xô đã lộng tận. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì đạo trừ bỏ ấy không phải tu, không phải từ bỏ nên gọi là từ bỏ. Từ bỏ ấy cũng không có nên gọi là từ bỏ. Vì tu tập từ bỏ nên gọi là từ bỏ. Này thiện dũng mãnh, nếu có tu tập từ bỏ nên có sở đắc, không gọi là từ bỏ. Từ bỏ ở trong đây nghĩa là từ bỏ tánh tu, trong đây không tu nên gọi là từ bỏ. Vì tu tập không có nên từ bỏ cũng không có, tuy nói như vậy mà như không nói. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì từ bỏ không thể nói lìa tánh từ bỏ vậy. Lại lìa cái gì? Nghĩa là pháp điên đảo không phát khởi lại và pháp không thật không phát khởi lại. Này thiện dũng mãnh, không phải các điên đảo có thể khởi điên đảo, bởi vì điên đảo ấy không thật phát khởi. Chẳng phải ở trong này có thật phát khởi. Nếu ở trong này có thật khởi thì không gọi là điên đảo, vì không thật khởi nên gọi điên đảo. Này thiện dũng mãnh, các chúng Bồ Tát tùy giác ngộ các pháp mà lìa các điên đảo. Vì sao? Vì các chúng Bồ Tát hiểu rõ điên đảo đều không thật có, nghĩa là trong điên đảo không có tánh điên đảo. Do biết điên đảo thật không chỗ có, vì chẳng phải trong điên đảo có tánh điên đảo vậy. Nói các Bồ Tát tùy giác ngộ các pháp mà lìa các điên đảo, do giác ngộ các pháp lìa các điên đảo, nên không còn đối với pháp lại sanh điên đảo. Nếu ở trong đây không còn điên đảo thì đối với pháp này cũng không có sự hành. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì tất cả điên đảo đều có hành, do có hành nên có cùng khởi. Sự hành cùng khởi đều do điên đảo hư dối phân biệt. Các chúng Bồ Tát
đối với pháp hành đều không phân biệt, cũng không cùng khởi nên gọi là xa lìa điên đảo. Do không điên đảo nên không có sự hành, do không có sự hành thì không có sự khởi, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Không chỗ hành ấy nghĩa là đối với các pháp hoàn toàn không chỗ hành, cũng không quán xét, cũng không thị hiện có tướng hành. Cho nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành, nếu có thể hành được không chỗ hành như thế là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành không duyên thọ tưởng hành thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết tánh các duyên là xa lìa. Nếu biết tánh các duyên kia xa lìa thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên nhãn là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành không duyên nhĩ tĩ thể thân ý là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết tánh các duyên không thật. Nếu biết tánh các duyên kia không thật thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành không duyên thanh hương vị xúc pháp là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết tánh các duyên điên đảo phát khởi. Nếu biết điên đảo phát khởi thì chẳng thật. Nếu biết tánh các duyên điên đảo phát khởi không thật thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên nhãn thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hành không duyên nhĩ tĩ thể thân ý thức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết các duyên đều là hư dối. Nếu biết các duyên đều hư dối thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết các duyên không tánh duyên. Nếu biết duyên không tánh duyên thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên ngã, hữu tình, vân vân là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát như thật biết ngã, hữu tình, vân vân, tánh tưởng không chân thật. Nếu có thể biết ngã, hữu tình, vân vân, tánh tưởng không chân thật thì đối với các hành đều không chỗ hành. Nếu đối với các hành hoàn toàn không chỗ hành thì lìa các hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát không hành tưởng ngã, tưởng hữu tình, cho đến tưởng người biết, tưởng người thấy là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát từ bỏ tất cả tưởng. Nếu người có thể từ bỏ tất cả tưởng thì đối với các tưởng đều không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát không hành điên đảo tà kiến, các truyền cái là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hành không duyên điên đảo tà kiến, các truyền cái là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết các duyên điên đảo tà kiến, truyền cái đều không thật có. Nếu biết hành điên đảo tà kiến, truyền cái đều không thật có thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên, duyên khởi là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này biết khắp duyên khởi và duyên kia. Nếu các Bồ Tát biết khắp duyên khởi và duyên kia thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát này có thể từ bỏ được tất cả duyên trong ba cõi. Nếu các Bồ Tát có thể từ bỏ được tất cả duyên trong ba cõi thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này Thiện Dũng Mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên bố thí, tham lam, giữ giới, phạm giới, nhẫn nhục, sân hận, tinh tấn, giải đãi, tịnh lự, tán loạn, bát nhã, ác tuệ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao Thiện Dũng Mãnh? Vì các Bồ Tát biết khắp sự duyên bố thí, tham lam cho đến bát nhã, ác tuệ. Nếu các Bồ Tát biết khắp sự duyên như vậy thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành.
Này thiện dũng mãnh, nếu đại bồ tát hành không duyên, không niệm trụ, chánh đoạn, thần túc, căn lực, giác chi, đạo chi, tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, vô lượng thần thông, vân vân, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao thiện dũng mãnh? Vì các bồ tát đối với các sự duyên hiểu rõ tự tại cũng có thể từ bỏ được. Nếu các Bồ Tát đối với các sự duyên hiểu rõ tự tại cũng có thể từ bỏ được, thì không chỗ hành nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên thánh đế khổ tập diệt đạo, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát trừ bỏ sự duyên khổ tập diệt đạo, nếu có thể từ bỏ được sự duyên, thì không có việc trừ bỏ, cũng không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên minh thoát, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát trừ bỏ được tất cả sự duyên minh thoát, nếu có thể trừ bỏ được tất cả sự duyên minh thoát thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên đoạn tận, không sanh, không tạo tác, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên đoạn tận, không sanh, không tạo tác, nếu có thể trừ bỏ được tất cả sự duyên này thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên địa thủy hỏa phong không thức giới, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên địa thủy hỏa phong không thức giới, nếu có thể trừ bỏ các sự duyên này thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên thanh văn độc giác Bồ Tát Phật địa, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát trừ bỏ sự duyên thanh văn độc giác Bồ Tát Phật địa, nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên thanh văn độc giác Bồ Tát Phật địa thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên pháp thanh văn độc giác Bồ Tát Phật, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên pháp của thanh văn độc giác Bồ Tát Phật, nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên pháp thanh văn độc giác Bồ Tát Phật thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên niết bàn, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát biết tất cả sự duyên niết bàn, nếu các Bồ Tát biết tất cả sự duyên niết bàn thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên tướng hào thanh tịnh, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên tướng hào thanh tịnh, nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên tướng hào thanh tịnh thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên thanh tịnh cõi Phật, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên thanh tịnh cõi Phật, nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên thanh tịnh cõi Phật thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên công đức viên mãn của thanh văn, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của thanh văn, nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của thanh văn thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu Đại Bồ Tát hành không duyên công đức viên mãn của Bồ Tát, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Thiện dũng mãnh, vì các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của Bồ Tát, nếu các Bồ Tát có thể trừ bỏ sự duyên công đức viên mãn của Bồ Tát thì không chỗ hành, nên nói Bồ Tát hành không chỗ hành. Này thiện dũng mãnh, nếu các Bồ Tát có thể hành được như vậy, là hành bát nhã ba la mật đa. Nếu các Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa thì biết khắp tất cả duyên mà hành, trừ bỏ tất cả duyên mà hành. Hết quyển thứ 597.